con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và quả cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành vật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh phong chuyển ngữ hành chân biên tập minh tâm thời gian ngày 11 tháng 7 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cân tập 490 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang sáu trăm lẻ sáu xem giữa hàng thứ tư từ, từ dưới đếm lên cố hạ tục dân dẫn đạo quần sanh xả trừ ái trư ở trước chúng ta đọc đến câu làm Đại Đạo Sư Làm Đại Đạo Sư Đương nhiên Họ muốn dẫn dắt Quần sanh Ly khổ đắc lạ Thế nên tiếp theo ở dưới Có bài Kim văn nhỏ Trước Là chấp trước Nhiệm trước Ái Là tham ái Hỷ ái Ân ái Cho nên nói Ái không nặng Không đọa ta bà Chúng sanh Khó từ bỏ nhiệm trước Diệu Đức Bồ Tát có thể khiến nó lìa xa vĩnh viễn những điều trong mấy câu kinh gian này nói lên rằng gốc của luân hồi lục đạo căn nguyên luân hồi sanh tử trong lục đạo chính là ai trước, trước là chấp trước, chấp trước của kinh hoa nghiêm chính là kiến tư phiền não mà trong giáo lý đại thừa nói. Chúng ta cần phải hợp kinh luận lại để xem, mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa của nó rất sâu, rất rộng. Cổ nhân nói: "Ái bất nhiễm, bất sanh ta bà." Ở đây có thể dùng chữ bất đọa cũng được, bất sanh ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Ta bà, đặc biệt là trong thời đại chúng ta khỏi ta bà hiện nay là gì ta bà hiện nay khổ khổ đến tột cùng quý vị thấy khắp nơi đều phát sinh thiên tai quá khổ vì vậy chúng ta hy vọng lìa khỏi ta bà ý niệm này rất sâu sắc có thể dễ sanh khởi hơn nếu thế gian này là thái bình thịnh thị người muốn xa lìa cõi ta bà không nhiều mọi người đều lưu luyến thế gian này thế giới này quá khổ ép chúng ta không thể không từ bỏ chúng ta mới nghĩ đến thế giới cực lạ đối với người niệm phật mà nói đây là nghiệp tăng thượng duyên rất tốt Lúc này chúng ta cần nên phát tâm Bồ Tát có phương pháp gì hay? Giúp chúng sanh Diễn diễn Xa lìa ba câu nhiễm Ba câu nhiễm là tham sân si Có phương pháp gì chăng? Trên thực tế phương pháp diệu đức Chính là bộ kinh này Sau khi tâm nhập bộ kinh này Sẽ hiểu rõ tất cả Bộ kinh này rất hay Chúng ta xem nó như người hướng dẫn du lịch Giới thiệu thì giới Tây Phương Cực Lạc Giới thiệu Phật A-di-đà Nói một cách tương tận tỉ mỉ Khi nghe rồi Không thể không tin Khi đã thật sự tin tưởng Tâm cầu sanh tịnh độ Tự nhiên sinh khởi Có thể diễn diễn Lìa xa ba cấu nhiễm diễn diện xa lìa cái gọi là khó phần khó xả. Nếu gia đình có nhân duyên tốt, gia thân quyến thuộc cùng nhau niệm phật, cả nhà di dần đến thế giới cực lạc, đây là việc tốt. Không phải chúng ta đi một mình mà cả gia đình cùng đi đến thế giới cực lạc. Thật sự vẫn ở cùng nhau Nếu không đến thế giới cực lạ Nói đời sau có thể ở cùng nhau Điều này rất khó khăn Vì sao vậy? Vì mỗi người tạo nghiệp nhân khác nhau Trong lục đạo là tùy nghiệp lưu chuyển Tự mình không làm chủ được Điều này không thể không đi. Ba cấu nhiễm chính là tam độc Tham sân si là tam độc phiền não Phục linh chúng sanh Vô hí ư thần thông chi trung Đây là Bồ Tát giúp chúng ta Không những diệu đức của Bồ Tát Có thể khiến xa lìa mãi mãi Bồ Tát còn có thể khiến chúng sanh du hí thần thân Du là như dòng nước chảy Hí là an nhàn thông thả Người tu hành thật sự Lời này là thật Hoàn toàn không phải giả Tức là tùy ý vận dụng thần thân Tự tại vô ngại nên gọi là dù hỷ thần thông là thật ư là thật nếu chúng ta thực sự buông bỏ thế giới này không còn để trong lòng trong tâm chúng ta sẽ vô sự trong tâm chỉ có Phật A Di Đà trong cuộc sống hàng ngày từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ khởi tâm đồng niệm tạp niệm ít niệm phật nhiều nếu quả thật đạt được một ngày từ sáng đến tối tạp niệm chỉ có hai phần mười niệm phật có tám phần mười chúng ta sẽ lãnh hội được thần thông Vì sao vậy? Vì chúng ta thật sự ở trong đó Ở trong thế gian này là du hí Chúng ta không còn chấp trước Không còn được mất Không còn vướng bận Không còn lo lắng Tâm khai ý giải Được đại tự tại Trong tâm dự lấy thế giới cực lạc từng bước từng bước đến gần thế giới cực lạ sao họ không vui được từng bước xa rời thế giới này thế nên chúng ta có thể cảm nhận được vô hí thần thân cảm nhận được một cách rõ ràng chỉ cần niệm phật nhiều hơn tạp niệm cảnh giới này liền hiện tiện Đoạn sau là Hoàng niệm tổ tổng kết đoạn lớn này Hữu văn đại y Hữu văn này là tổng kết ở trước Văn tự trong đoạn lớn này Bồ Tát nhất tâm chánh trực An trụ nhất thừa Pháp Trung Phục cụ thiện xảo phương tiện Tinh cần cầu pháp Quảng di nhân thuyết Tất vô yểm nguyện Cũng chính là nói Bồ Tát phương tiện thiện xảo Để tự tu hành và giáo hóa chúng sanh Đây là điều chúng ta cần nên học Bất luận là tại gia hay xuất gia Đều phải học Bồ Tát không học Bồ Tát Quý vị không thể tránh khỏi khổ nạn trước mắt Tương lai tự mình phải gánh lấy quả báo Khổ không sao nói hết Chúng ta học được Bồ Tát Đó chính là giải thoát Học như thế nào? Nhất tâm chánh trực An trú trong Pháp nhất thừa đây chính là để Phật A-di-đà trong tâm Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Vấn đề này giải quyết hoàn toàn Danh hiệu Phật A-di-đà là nhất thừa trong nhất thừa Là nồng cốt của nhất thừa Chúng ta học kinh này từ đầu đến đây Lãnh hội một cách sâu sắc cũng khẳng định nó một cách sâu sắc đích thực là nhất thừa của trong nhất thừa nông cốt của nhất thừa phục vụ đồng thời lại đầy đủ phương tiện thiện xảo không hề phức tạp không hề khó khăn bốn chữ a di đà phật có thể giúp chúng ta vững dàng xa lìa thế giới ta bà này diễn viễn xa lìa thế giới ta bà đến bên đó cũng vĩnh viễn sống ở thế giới cực lạc an trụ ở thế giới cực lạc mãi đến khi thành phật không bao giờ lìa xa tuy mỗi ngày đến mười phương thế giới để cúng dường chư phật nghe giáo huấn của chư phật đó là phân thân đi bản thân mình không rời thế giới cực lạc đến thế giới cực lạc thân tôm của chúng ta giống phật a di đà đây là oai thần bổn nguyện phật a di đà gia trì cùng lúc đầy đủ tam minh lục thông nếu dựa vào tự lực phải là thập địa bồ tát trở lên không phải bồ tát bình thường có thể làm được. Bồ tát bình thường có lục thân không có tam minh. Chúng ta biết năng lực để đến thế giới cực lạc là, là Phật A Di Đà gia trì. Chúng ta là hưởng phước báo của Phật A Di Đà. Ngài là đại thí chủ của chúng ta. Không những cho chúng ta phước báo viên mãn, Đồng thời ngày ngày giảng kinh giáo hóa Cho chúng ta trí tuệ viên mãn Đến thị giới cực lạc là phước tuệ song tu Chúng ta phải tự ái Phải tự trọng Tự ái tự trọng là hiện tượng gì? Chính là mỗi ngày niệm Phật nhiều hơn giọng niệm đây chính là tự ái tự trọng mỗi ngày vọng niệm nhiều hơn phật hiệu như vậy là không tự ái đời này chúng ta không chắc chắn được giảng sanh chân tướng sự thật này đạo lý này không thể không thấu trị không thể không rõ ràng Tin cần cầu pháp Rõng gì người khác dạng nói Tất cả đều không thể chán ghét hay mệt mỏi Chứ vị đồng học trẻ phát tâm Nói theo Bồ Tát tin tấn cầu học sau khi học xong vì người khác giảng giải Chỉ tu riêng cho chính mình Không bằng mọi người cùng nhau tu học Cùng tu tức là nương chúng nhờ chúng Không đến nội biện nhát giải đại Sau khi học xong liền giải Đây là việc tốt Nếu chính mình không nói được Bây giờ chúng ta có đĩa Có thể đem về Gia đình chính là đạo tràng Người trong gia đình có thể cùng nhau học Bạn bè lân cận cũng có thể cùng nhau đến học Không thể ngày nào cũng tu Mọi người công việc bận rộn Một tuần tu tập định kỳ một ngày Nghe kinh vô lượng thọ Sau khi nghe xong một đĩa Mọi người cùng nhau chia sẻ Điều này rất thù thắng Khi chúng ta học Chúng ta có thể làm chủ trì chia sẻ Xem cảm nhận và tâm đắc của mỗi người sau khi nghe xong Và báo cáo cho mọi người nghe Người chủ trì tổng cư Học tập như vậy tiến bộ rất nhanh Chia sẻ xong lại cùng nhau niệm Phật Học, hiểu và tu hành đều quan trọng Một tuần một lần trong xã hội ngày nay làm được Nếu ở đây đạt được pháp hỷ Quý vị tự nhiên buông bỏ hết tất cả Những thú vui khác Không còn xem tivi nữa Tâm chúng ta mới có thể chuyên nhất Nhất tâm chánh trực Giới đức của Bồ Tát thanh tịnh Tất cả những gì họ nói Có thể khiến người nghe sinh tâm quan hệ tính phục Điểm này là mức độ học Phật thập nhất Phải thực hành đệ tử quy Đệ tử quy là giới Giới căn bản Ngũ giới thập thiện đều là lấy đệ tử quy làm căn bản mà ngủ giới thập thiện là căn bản của phật phá tam thừa ngày xưa cổ nhân học phật không có vấn đề thanh tựu hiệu quả nhiều không kỳ xi Thành tích tu học của người bây giờ Thua xa người xưa Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là chúng ta không có căn bản Của giới đức Nên môn học này Nhất định phải bổ sung vào Không được nói người khác không làm Tôi làm nó để làm gì Người khác không muốn giảng sanh chúng ta quả thật rất muốn thật sự muốn đi điều kiện này không thể không đầy đủ thế nên người thật sự muốn đi nhất định phải làm phải thực hành đệ tử quy biến thành tiêu chuẩn khởi tâm động niệm ngôn ngữ hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không thể trái lại Thực hành được đệ tử quy rồi Tốt nhất phải thuộc cảm ứng thiên Cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả Nhất định có tác dụng khích lệ rất lớn đối với chúng ta Vậy chúng ta đoạn ác tu thiện Biết được như thế nào là ác Như thế nào là thiện Biết được thiện nhân thiện quả Ác nhân ác báo Nó cũng đốc thúc chúng ta cầu sanh tịnh độ. Có đức hạnh tu học tốt như vậy, đây là tiểu đức hạnh. Vì người hiện nay không tu nữa, được một chút như vậy là cảm thấy rất đáng được người cùng kính. Nếu chúng ta cầu sanh tịnh độ Đầy đủ giới đức này Đây mới là thật sự Điều trong kinh điển nói Thiện nam tử, thiện nữ nhân Chúng ta cũng có phần Nếu đệ tử quy cũng không làm được Như vậy không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân Trong kinh Phật nói điều này Không liên quan đến chúng ta nếu chúng ta muốn gia nhập pháp hội này thì nhất định phải làm được phải làm tốt căn bản giới luật tất cả lời nói chúng ta có thể khiến tâm người khác quan hệ tính phục người khác tin tưởng quý vị người khác phục quý vị vì sao chúng ta đã làm được ư thị tắc đại minh pháp cổ cao kiến pháp tràng đại phóng tuệ quan khoáng quang diệu pháp phá trừ chúng sanh vô minh si ả đây là nói hiện có thành tựu nhỏ sau đó nhân duyên thành thuộc bản đồng tu nhiều hơn có thể có mấy trăm người Mấy ngàn người Chúng ta có thể kiến lập đạo tràng Cơ sĩ tại gia kiến lập liên xã Bây giờ chúng ta gọi là tịnh tông học hội Kiến lập cư sĩ lâm Kiến lập niệm Phật đường Đây chính là cao kiến pháp tràng Đại phóng tuệ quang Là giảng kinh thuyết pháp Hiện nay khoa học phát triển Kỹ thuật không ngừng tiến bộ Giá cả ngày càng rẻ Chúng ta có thể nghĩ đến truyền hình mạng Internet Giá truyền hình mạng Internet rẻ Hiện nay giá vệ tinh cũng không cao Loại công cụ quan pháp này Thật sự là cao kiến pháp tràng Một nơi dạy học tu tập Toàn thị giới đều có thể xem được Người có duyên đều có thể tập trung một nơi Tùy thân thể không ở một nơi Những ý niệm chúng ta ở cùng nhau Sức mạnh này vô cùng lớn Đây là quảng hoàng diệu pháp Mục đích giảng kinh thuyết pháp không có gì khác Mục tiêu thứ nhất Chính là giúp mọi người phá mê khai ngộ Có lòng tin về chánh pháp Có nhận thức đúng đắn Thêm một bước nữa là Khuyến khích mọi người phát nguyện Chúng ta cùng nhau Định thị giới cực lạc Chúng ta làm rất siêng năng Rất nỗ lực Mọi người tin tưởng Nếu bản thân không làm Khuyên người khác Thì đây là giả không phải thật Bản thân là người dẫn đầu giỏi Thực hành không mơ hồ bồ tát nội tâm thuần chánh hình thái ôn hòa được bên trong mà thể hiện ra bên ngoài trong ngoài giống nhau đây là điều kiện cơ bản của bồ tát không thể không làm được nội tâm thuần tịnh chính là thâm nhập một môn không tạp không loạn hành môn chính là niệm rốt ráo một câu Phật A Di Đà biểu hiện hình thái bên ngoài ít nhất cũng có thể sánh với khổng tử ôn lương cung kiệm nhường thật sự làm được việc này người khác tranh tôi nhường thật sự làm được không tranh với người khác không cầu để với thế gian. Chúng ta sống với bất kỳ ai cũng hài hòa. Vì sao vậy? Vì không có xung đột. Trước đây tôi sống với Phật tử hàng 30 năm. Có nhiều người nói Phật tử hàng là người rất khó gần. Là một phụ nữ cứng rắn Tôi nói không sao Bà ta cần tôi Tôi không cần Tôi cần bà không cần Nên chúng tôi sống với nhau rất tốt Không có xung đột Tôi cần là giảng kinh dạy học Điều này bà ta không cần Bà ta cần là danh gian lợi dưỡng Vấn đề này tôi không cần Bà làm quản trưởng có danh Có quyền có thị Bà ta quản lý người Quản lý tiền Quản lý việc Bà ta quản lý hết như vậy tôi không cần quan tâm vì vậy tôi trở thành tam bất quản bà ta là tam quản còn tôi là tam bất quản vì vậy không có xung đột nếu tôi cũng muốn quản lý liên khởi lên xung đột như vậy không thể sống với nhau nên chúng tôi nghĩ đến khổng tử sống với bất kỳ ai cũng đều hài hòa vì ông là ôn lương cung kiệm nhường đây là điều chúng ta cần nên học chúng ta tôn trọng tất cả mọi người tất cả mọi người đều là phật đức phật dạy tất cả chúng sanh vốn là phật trong mắt chúng ta họ đều là phật nên chúng ta luôn luôn kính lệ đối với tất cả chúng sanh bồ tát phổ hiền dạy chúng ta lệ kính chư phật họ là phật thật không phải giả chính họ không biết nhưng phật bồ tát biết phật bồ tát dạy chúng ta nên chúng ta cũng biết lệ kính chư phật xưng tán như lai quản tu cúng dường sám hối nghiệp chướng quý vị xem người như vậy ai mà không thích ai không tôn trọng ai không yêu kính họ những năm gần đây chúng tôi đi đến rất nhiều quốc gia trên thị giới mọi người đều biết ở trung quốc có vài ngộ nhận là gì họ chưa từng sống với tôi mà chỉ đoán mò đại khai tôi cũng là người thích tranh giành họ đoán sai tôi không tranh với người khác quý vị cần tôi đều không cần tôi cần tin rằng quý vị cũng không cần nhưng nếu quý vị cần tôi đều nhường quý vị làm Quý vị nói ông đừng giảng kinh thuyết pháp nữa Để đó tôi giảng Được thôi tôi sẽ nhường cho quý vị giảng Làm thịnh chúng có phước hơn làm giảng sư Giảng sư rất khổ, rất mệt Thịnh chúng thoải mái biết bao Chỉ ở đó hưởng thụ Nên quý vị muốn lên bột giảng Tôi cũng nhường cho quý vị Tôi có thể nhường hết tất cả không xung đột với bất kỳ ai Xung đột đó là do bản thân họ hoài nghi mà sanh ra Không phải chân tướng sự thật Chúng ta không tranh danh Cũng không tranh lợi với quý vị Định quan pháp lợi sanh tôi cũng không tranh Quý vị muốn tôi đều dường hết Tôi còn cảm ơn Cuối đầu lại tạ quý vị. Vì sao? Vì quý vị đã đỡ gánh nặng dùng tôi. Tôi rất nhẹ nhàng giải thoát. Đây là được bên trong mà biểu hiện ra bên ngoài. Trong ngoài như nhau. Bồ-Tát tịch định thâu suốt. Định tuệ quân bình. Tịch chiếu cùng lúc tịch định thấu suốt ở trước chúng ta đã học định tuệ quân bình tịch chiếu cùng một lúc đây là họ khởi tác dụng do đó làm đại đạo sư của chúng sanh tự giác giác thà đại đạo sư là một cái danh nếu quý vị thích nó no, cho quý vị cái danh đại đạo sư này chúng tôi bằng lòng làm tiểu học sinh Chúng tôi không thích cái danh này Khiến cho tất cả chúng sanh Đều đoạn ác sanh thiền Thuận theo Phật Pháp Hàng phục phi tâm Phi tâm chính là tà niệm Tà tri tà kiện Gọi là phi tâm Tâm Trong tâm là chánh tri chánh kiện Tà tư tà niệm Không phải chân tâm Tham sân si mạng nghi Không phải chân Nó đều là phi tâm Danh gian lợi dưỡng Không phải chân tâm Trong chân tâm không có Đều là phi tâm Tự tư tự lợi cũng là phi tâm Nhất định Phải hàng phục Những tri kiến sai lầm Và vọng tưởng phân biệt chấp trước này Lấy gì để hàng phục Tịnh độ tâm Một câu niệm Phật Cực duyên cực đúng a di đà phật là hàng phục được tất cả mỗi niệm đều niệm phật a di đà chắc chắn được giảng sanh xả chư ái trước buông bỏ tất cả mọi tham ái và chấp trước diễn đoạn tam độc Bây giờ chúng ta thêm vào hai cái Thành ngũ độc Tam độc là tham sân si Sau tham sân si Có ngạo mạn Có hoài nghi Phải diễn diện Đoạn trừ tham sân si mạng nghi Đoạn bằng cách nào Học tập kinh giáo Chỉ một bộ kinh này là đủ Nếu hiểu rõ ràng minh bạch Học thông suốt bộ kinh này Tham sân si mạng nghi tự nhiên sẽ không còn Thị giới cực lạc trong tự tánh dần dần hiện ra Hiển lộ bản tánh An trụ thần thông Tự tại vô ngại Chúng ta có thể làm được ngay trong đời này Chỉ cần thật sự tinh tấn Nỗ lực thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Mười năm, hai mươi năm Cảnh giới này liền hiện tiền Đoán sau cùng nhân duyên nguyện lực xuất sanh thiện căn, thôi phục nhất thiết ma quân tôn trọng phụng sự chư Phật vì thị minh đăng tối thăng phước Điền Thù thắng kiết tường Kham thọ cúng dường Hách dịch quan hỷ Hùng mạnh vô uy Thân sắc tướng hảo Công đức biện tài Cụ túc tra nghiêm Vô dự đẳng giả dạ. Đoạn này trong chú giải của Hoàng Niệm Tổ nói Đoạn này nói rộng hơn Rõ ràng hơn công đức chân thật của Bồ Tát Nhân duyên nguyện lực Nhân duyên Ngụy dịch gọi là Nhân lực Duyên lực Hai sức mạnh này Trong tệ ảnh sử nói nhân lực và duyên lực là pháp môn đầu tiên hàng sơ học đều phải nương theo quá khứ tôi được tất cả thiện hạnh có thể sanh quả báo thiện ngày nay gọi là nhân lực đây là nhân nhân là những gì tôi được trong quá khứ gần gũi thiện tri thức để nghe chánh pháp Gọi là duyên lực Nhân duyên đầy đủ Sẽ thành tựu sự tu học cho chúng ta Nếu không có nhân duyên Chúng ta không biết bắt đầu học từ đâu Vì thì Mỗi người đồng tu Quý vị nghe đến Phật A-di-đà liền sanh tâm quan hỷ Nghe đến bộ kinh này hoặc là nghe kinh A Di Đà, nghe đến tịnh độ có thể sanh tâm quan hỷ đều là trong đời quá khứ từng học qua. Trong đời quá khứ không có thiện căn, đời này sẽ khó khăn hơn. Quý vị không tin tưởng vấn đề này, nếu quý vị quan sát tường tận một chút. người không học phật không tin người học phật ngay cả người xuất gia họ học pháp môn khác không tin vào tịnh độ là do nguyên nhân gì trong quá khứ không có nhân đời này gặp thiện tri thức nghe được bộ kinh này họ cũng không tin Họ không thích nghe, không nghe nổi, hai tiếng đồng hồ chỉ nghe vài phút là đi, có đấy mà còn không ít, vì vậy pháp thi xuất thế gian đều coi trọng nhân duyên, pháp thế gian cũng không ngoại lệ trong đời quá khứ từng làm đời này làm hình như mọi việc như ý rất thuận lợi trong đời quá khứ chưa từng làm cảm thấy rất xa lạ nên làm rất khó khăn phải cần một thời gian dài mới dần dần quen thuộc chúng ta tu học tịnh độ cũng không ngoại lệ duyên lớn mạnh còn có cách chính bản thân tôi mà nói duyên của tôi rất lớn mạnh nhưng nhân rất yêu vì thế mới học phật không tin tịnh độ bản thân rất ngạo mạn Tự cho rằng thông minh trí tuệ Tịnh độ hình như là Đức Thế Tôn độ những bà cụ không có tri thức Đại khái là dành riêng cho họ Định Thầy Lý khuyên tôi Không biết bao nhiêu lần Tôi không phản đối Nhưng tôi không tiếp thu Tôi từng nói với chư vị Nguyên nhân nào khiến tôi tiếp thu tịnh độ Giảng Kinh Hoa Nghiêm Lúc đó đã học Phật mười mấy năm Có một lần Giảng Kinh Hoa Nghiêm Đột nhiên chợt nghị định Bồ Tát Giang Thù phổ hiện Các ngài tu Pháp môn gì Thiên tài đồng tử tu Pháp môn gì Trong Kinh không nói đến Nó ở sau Lật ở sau ra xem Mở đến quyển thư 39 Tứ Thập Hoa Nghiêm Tứ Thập Hoa Nghiêm có 40 quyển Quyển 38, 39 Thầy Bồ Tát Giang Thù và Phổ Hiền Đều niệm Phật A Di Đà câu sanh tỉnh đó Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên Trong hội hoa tạng Hai vị Đại Bồ Tát này là trợ giáo Của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Sao họ lại niệm Phật cầu sanh tịnh độ Mà còn dẫn theo tất cả 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Trong hội qua tạng Định thị giới cực lạc tham học Điều này ở nhân gian chúng ta Là chuyện không thể nếu quý vị ở trong đạo tràng này Dẫn tất cả những người tu tập nơi đạo tràng này đi Hòa thượng trú trì ở đó không nổi giận ư Nhất định rất giận Nhưng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na không những không nổi giận Còn tán thành Quang hỷ Nói hai vị Bồ Tát này làm rất đúng Không giống nhau từ chỗ này mới thật sự nhận thức được tịnh độ Bắt đầu nhận thức Phật A-di-đà Nên đây chính là lòng tin trong quá khứ không sâu sắc Nhân duyên lần này rất thù thắng Thầy có thể tùy thuận tôi Tôi thích kinh giáo Được, con cứ học kinh giáo không thích niệm Phật thì đừng niệm Thầy thuận theo ý tôi Nên tôi đã nhận thức Pháp môn tịnh độ trong Kinh Pháp Hoa Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm Chương viên Thông thứ 25 trong Kinh Lăng Nghiêm Đó là ví dụ Là gương mẫu tu hành Đem quan âm thể chỉ đặt ở vị trí đặc biệt Đây là biểu pháp Trường quan âm Bồ Tát nhĩ căn duyên thân Trường Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật duyên thân 25 pháp môn Nhưng hai pháp môn này là pháp môn đặc biệt Quan âm Bồ Tát nhĩ căn duyên thông Lịch Đại Tổ Sư đều khẳng định Đều nói rất rõ ràng Bồ Tát Đại Thế Chi nói không rõ ràng Nên rất nhiều người sơ ý Cho rằng 25 pháp môn duyên thông Chỉ có một pháp môn đặc biệt Ban đầu tôi cũng không nhận ra Do một người Nhật hỏi mà phát hiện ra năm đó chùa lâm tị mở giới đàn tôi làm thư ký ở giới đàn đại học đài loan có bốn sinh viên đều là sinh viên năm thứ tư họ đưa thầy giáo mình thầy giáo này là người nhật hòa thượng người nhật bản là giáo thọ khách mời của trường đại học đài loan hỏi đến phỏng vấn tôi vị hòa thượng người nhật này hỏi tôi đang nghiên cứu gì lúc đó tôi đang học kinh lăng nghiêm với thầy lý tôi nói tôi đang học kinh lăng nghiêm ông ta hỏi tôi ông tu pháp môn gì tôi tu pháp môn niệm phật ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên Pháp môn niệm Phật có liên quan gì với Kinh Lăng Nghiêm? Câu hỏi này của ông ta Đã hỏi ra được vấn đề của tôi Tôi lập tức nghĩ đến và hỏi lại ông ta Tôi nói Đại Thế Chí Quang Thế Âm Có liên quan gì với Pháp môn niệm Phật? Khi hỏi câu này vì trong Kinh Lăng Nghiêm nói Pháp môn tu hành Hai pháp môn này là cao nhất Quý vị nói Kinh Lăng Nghiêm không liên quan với pháp môn tịnh độ Vậy quan âm thế chí nói lên điều gì? Liên quan rất lớn Biểu pháp của Bồ Tát quan âm rất rõ ràng Vì sắp xếp thứ tự của Ngài là thứ hai từ thứ hai đưa đến sau cùng. Điều này quá rõ ràng, nên ai cũng nhận ra. Còn Bồ Tát Đại Thế Chị và Bồ Tát Di Lạc Chị thay đổi một vị trí. Không dễ nhận ra. Đại Thế Chị sắp ở thứ hai mươi ba. Ngài Di Lạc sắp ở vị trí thứ hai mươi tư ngày Di Lạc và Ngài Đại Thế Chi thay đổi một chút Ngài Di Lạc trở thành 23 Ngài Đại Thế Chi trở thành 24 24 cũng là pháp môn đặc biệt Vấn đề này đến lúc Hòa Thượng Nhật Bản hỏi Tôi mới phát hiện ra Không hỏi đến nên sợ ý, không chú ý Họ hỏi khiến tôi phát hiện được vấn đề này Tôi rất quan hệ May có ông ta hỏi Khiến tôi rất cẩn thận phát hiện ra vấn đề này Hai pháp môn đặc biệt Hai pháp môn đặc biệt Vì sao không xếp Bồ Tát Đại Thế Chỉ sau cùng Đây là Phương tiện thiện sản của việc dạy học Pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chỉ là thông biến pháp giới hư không giới Pháp môn nhĩ căn của Bồ Tát Quán Thế Âm Là chỉ cho nơi địa cầu này căn tánh nhĩ căn của chúng sanh trên địa cầu này rất sắc bén nghe rất rõ ràng có khi thấy không rõ nhưng nghe rất rõ năng lực nghe mạnh hơn thấy nên đặc biệt là chúng sanh trên địa cầu nhĩ căn tương ưng với bồ tát quan thế âm cũng chính là bồ tát quan thế âm khế hợp với căn cơ của chúng sanh trên địa cầu này còn bồ tát đại thị chị niệm phật diên thông là khế hợp với căn cơ với cõi nước của tất cả chư phật khắp biến pháp giới hư không giới điều này quá thù thắng Trong chú giải của các bậc cổ đức Không nói rõ ràng tỉ mỉ vấn đề này Điều này rất quan trọng Vì Pháp Sư Nhật Bản đó không nhận ra Nên đã hỏi tôi một câu như vậy Nếu ông ta hiểu rõ sẽ nhận ra Sẽ không đưa ra vấn đề này Nhưng đưa ra vấn đề này Ảnh hưởng đến tôi rất lớn khiến tôi lập tức tìm ra đáp án vì vậy mới tu phải nương vào nhân và duyên nhân duyên này vô cùng thù thắng giọng tây nói Thiện căn trong đời quá khứ gọi là nhân lực Thân cận tri thức gọi là duyên lực Nhân duyên hòa hợp có thể khởi hiện hành Có nhân, có duyên Hành động của quý vị liền khởi lên Hai thuyết trên tương đồng Ý nghĩa gần giống nhau Nhưng hội sơ có khác một chút Hội sơ là trước tác của tổ sư người Nhật Bản Tư tưởng của Ngài có khác ở trước một chút Nhân lực Tâm Bồ Đề Chính là nhân căn bản của Phật Đạo Có thể thông triệt mười phương ba đời Khiến chúng ma vô cùng sợ hãi Đây là nói Nhân lực là tâm Bồ Đề Cách nói này chỉ giới hạn trong Đại Thừa Nhân của Đại Thừa đích thực là tâm Bồ Đề Chúng ta niệm Phật Quý vị xem thật sự muốn cầu thị giới Tây Phương Cực Lạc Ở trước kinh này chúng ta có học đến Tam Bối Giảng Sanh Giảng Sanh Chánh Nhân Hai phẩm này rất quan trọng, nó là phương pháp tu hành. Nhân chính của tam bối giảng sanh toàn là phát tâm Bồ đề. Phát tâm Bồ đề như cưỡng chuyên niệm Phật A Di Đà. Nói một cách rõ ràng Đến nhất tâm tam bội Cũng không thể rời nguyên tắc này Tâm bồ đề là gì? Chân tâm Trái với tâm bồ đề đều là vọng tâm Tâm bồ đề rất khó nói Cũng rất khó hiểu các bậc cổ đức dạy chúng ta rất đơn giản trong khởi tín luận nói trực tâm thâm tâm đại bi tâm trong quán kinh nói chí thành tâm thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm hợp cả kinh và luận lại xem ý nghĩa sẽ rõ ràng chí thành tâm và trực tâm chí thành tâm chính là trực tâm trực tâm chính là chí thành tâm đây là thể của tâm bồ đề chân tâm về sau tôi giới thiệu với mọi người tôi đem chân thành tâm này chỉ dùng hai chữ chân thành chí thành tâm và trực tâm tôi dùng chân thành chân thành tâm chân thành tâm khởi tác dụng đối với bản thân dùng chân tâm đối đãi chính mình đây gọi là thâm tâm dùng chân tâm đối đãi người khác gọi là tâm từ bi tâm đại bi Nên tôi đã dùng 10 chữ Lấy đề kinh Của bốn kinh này Thâm tâm Mọi người dễ hiểu Dùng tâm như thế nào Đối đại chính mình Thanh tịnh tâm Bình đẳng tâm giác tâm Trên đề kinh là Thanh tịnh bình đẳng giác Là tử thọ dụng Tâm chân thành đối đại chính mình Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Đối đãi người khác chính là từ bi Chúng ta khởi tâm động niệm Tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác Chính là tâm bồ đề Nghiên cứu giáo lý tu hành Bất luận là bộ kinh luận nào Bất luận là pháp môn gì Đều phải nhớ Học tập Nhất định Phải đạt được tâm thanh tịnh Như vậy là đúng Chúng ta đạt được là Thanh tịnh bình đẳng giác Đây là tự thỏ dụng Trong này có định có tuệ Định tuệ đều học Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Nếu định tuệ không song hành Định nhiều tuệ ít Hoặc tuệ nhiều định ít Đều không phải là tâm bồ đề Nhất định phải định tuệ quân bình Định tuệ mới có thể khởi tác dụng tịch chiếu nó không bình đẳng không có tác dụng tịch chiếu tịch là căn bản trị chiếu là hậu đặc trị nên ngài nói tâm bồ đề là nhân căn bản của phật đạo lời nói này không sai. có thể thông triệt ba đời mười phương vừa phát tâm bồ đề ma sợ hãi tức là ma khiếp sợ vì sao vì ma sợ quý vị thành phật vừa phát tâm bồ đề là thấy quý vị sắp thành phật họ không ngăn cản không chứa ngại được Duyên lực là rộng cầu tri thức tập hợp các điều thiện lớn, duyên này có oai lực lớn, chuyển phàm thành thánh. Rộng cầu tri thức là gì? 53 lần thảm bại của thiện Tài Đồng Tử là rộng cầu tri thức. Mỗi vị thiện tri thức đều dạy pháp môn cho ngài. Pháp môn gì? Pháp môn đoạn ác tu thiện. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Nên Ngài tụ hội các điều thiện lớn Điều này dùng 53 lần tham bái Để giải thích sẽ rất dễ hiểu Duyên này có ai lực lượng chuyển phàm thành thánh Thiện tài đồng tử Là Biểu pháp tốt nhất cho mấy câu nói này Hai thuyết này chữ nghĩa có khác Nhưng thực tế không trái nhau Cách nói không giống nhau Nhưng lại không trái nhau Tịnh ảnh lấy thiện trong quá khứ làm nhân của ngày hôm nay Hội sứ lại lấy tâm bồ đề của ngày hôm nay Làm nhân để thành Phật Thực tế nếu không có thiện hành trong nhiều kiếp quá khứ thì ngày nay không thể phát khởi tâm bồ đề. Lời nói này rất có đạo lý. Nếu không phát tâm bồ đề thì không có nhân để thành phật. Nên cả hai thuyết có thể hỗ tương bổ sung lẫn nhau. Trong hai thuyết này, hội sự gần với bản kinh này hơn. Vì sao? Vì những gì trong kinh này nói, phát tâm bồ đề như hướng chuyên niệm là tâm chỉ của kinh này. Tông là tông chỉ tu hành Nguyên tắc chỉ đạo tu hành cao nhất Vì thì hội sơ rất tương ưng với kinh này Lại trong hội sơ nói Trong này còn có một hàng Tình ảnh nói Nguyện lực Là nguyện bắt đầu tu hành Gọi là nguyện lực Nguyện rất quan trọng Không có nguyện Hành không đắc lực Nguyện là hy vọng của chúng ta Là phương hướng Là mục tiêu của chúng ta không có nguyện, tức là quý vị không có phương hướng, không có mục tiêu. Công phu của quý vị không đạt lực. Giọng Tây nói, cầu tấm Bồ đề gọi là nguyện lực. Vì sao chúng ta đến thế giới cực lạc? Cầu đại Bồ đề. Cầu đại Bồ đề chính là cầu thành Phật. Là cầu tìm về tự tánh Là cầu trí tuệ đức tướng viên mãn Đây là nguyện lực Lại trong hội sơ nói Nguyện lực là tứ hoàng thệ nguyện Có thể tịnh quải nước Phật Thanh tựu chúng sanh Cả ba thuyết trên Hợp ba loại kiến giải này Để xem Lấy tứ hoàng thệ nguyện Trang nghiêm cõi nước Thành tựu chúng sanh Chí cầu tâm bồ đề dũng có Lại tùy nguyện khởi hiện hành Gọi là nguyện lực Đây là đem ba tư tưởng của ba vị tổ sư hợp lại Tứ hoàng thị nguyện vô cùng quan trọng Là cương lĩnh chung Của hoàng nguyện trong nhà Phật Người học Phật ngày ngày đều đọc nó Chúng sanh vô biên thị nguyện độ Phiền não vô tận thị nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thị nguyện học Phật đạo vô lượng thị nguyện thành nếu nói tương tận về tứ nguyện này Thật sự mà nói Thì nguyện chỉ có một điều Chúng sanh vô biên thị nguyện độ Đây là một nguyện Ba điều sau cùng là một nguyện Không có ba điều sau thì nguyện này là giả Quý vị dựa vào điều gì để độ chúng sanh Vì muốn độ chúng sanh Mới đoạn phiền não Mới học pháp môn Mới thành Phật đạo cho thị đoán phiền não Học Pháp môn thanh Phật đạo đều không phải vì mình Ý nghĩa này rất sâu Nếu vì chính mình Thì hoàn toàn không có tứ hoàng thị nguyện này Nhất định không cầu được vì sao? Vì mình Vậy chúng ta bị phiền não dẫn đầu Như vậy làm sao có thành tựu Thành tựu của người ta là lấy chúng sanh làm đầu Chúng sanh vô biên thị nguyện độ Là vì chúng sanh không phải vì mình Vì mình có thể giải đại biến ngát không sao Vì người khác thì không thể chúng ta sớm thành tựu một ngày chúng sanh chịu khổ ít một ngày chúng ta thành tựu chậm một ngày chúng sanh chịu khổ nhiều hơn một ngày quý vị xem sức mạnh lớn như vậy đang thúc đẩy quý vị động lực pháp thế gian là gì danh lợi có danh có lợi thì làm liều mình để làm không có danh lợi ai làm không ai làm Phật Pháp không cần cả danh lẫn lợi Nhưng họ vẫn làm rất hang say Đó là sức mạnh gì thúc đẩy Chúng sanh vô biên thị nguyện độ Sức mạnh này rất lớn Vì sao chư Phật Bồ Tát Có thể tu thành Phật Đạo Chính là sức mạnh này Nhưng rất nhiều người không biết Vậy những người học Phật Rốt cuộc làm những gì Không cần danh cũng không cần lợi Lại không cần ăn ngon Cơm rau đường sơ đạm bạc đều sống được Nhưng vẫn làm rất quan hỷ Rốt cuộc là gì sao Đầu óc có vấn đề rồi sao Họ không biết Trong Phật Pháp có tứ hoàng Thệ nguyện này thôi thúc họ tứ quan thể nguyện chính là một nguyện và ba nguyện ở sau phải hoàn thành nó. Muốn độ người khác đầu tiên phải có đức hạnh. Đức hạnh là gì? Đức hạnh chính là buông bỏ phiền não. Phiền não vô biên thể nguyện đoạn phải buông bỏ tất cả kiến tư phiền não trần xa phiền não và vô minh phiền não thành tựu đức hạnh sau khi thành tựu đức hạnh mới học pháp môn như vậy là đúng pháp môn tu học kiến lập trên nền tảng của đức hạnh nếu pháp môn vô lượng thể nguyện học không có đức hạnh ở trước thì sau khi pháp môn thành tựu rất dễ lạc vào danh gian lợi dưỡng đến cuối cùng tự mình chẳng những không thể độ người khác mà còn sợ bị đọa lá nền móng đạo đức quả thật rất quan trọng đối với hàng sơ học chúng tôi cũng nói thâm nhập một môn quân tu lâu dài không phải cũng đang học pháp môn sau đúng học pháp môn này trên thực tế là đặt nền móng vì một pháp môn dễ được định định có thể khai trí tuệ nên không phải như thông thường chúng ta nói quảng học đa văn không phải vậy Thâm nhập một môn là thành tựu đức hạnh của quý vị Thành tựu định tuệ của quý vị Định vị hiện tiền Mới có thể quản học đa văn Quản học đa văn không phí sức lực Vì quý vị đã đạt được căn bản trị Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu là căn bản trí căn bản trí chính là tâm tịch tịnh chính là thanh tịnh bình đẳng giác đó là căn bản trí nó khởi tác dụng là khai trí tuệ nên chúng ta cần phải làm theo thứ tự này không thể làm đảo ngựa người học phật hiện nay thành tựu không giống như cổ nhân Nguyên nhân là gì? Điền đạo Vì sao vậy? Vì họ không cần đoạn phiền não Họ chỉ nói học pháp môn Thành Phật đạo độ chúng sanh Sau cùng chúng sanh cũng không độ được Mà tự mình cũng đọa lạc Từ đó cho thị Đoạn phiền não là mẫu chốt Trong việc tu học Phật Pháp Thêm chốt thành công hay thất bại Thành công hay thất bại của tự hành Thành công hay thất bại của việc độ tha Thèn chốt đều là ở chỗ đoạn phiền nặng Nhưng người hiện nay là dứt bỏ vấn đề thèn chốt nhất này Khi tôi mới học Phật nghe người ta nói giới luật áp bức người giới luật không phải là điều hay nó trói buộc con người khiến người khác không tự do không nhục nhích được có thể học phật pháp nhưng có thể không cần giới luật trước đây chúng tôi học phật thường nghe cách nói này trong nhà phật Sai, sai hoàn toàn Tôi rất cảm kích chương gia đại sư Tôi theo đại sư ba năm Một tuần gặp một lần Hơn một trăm lần mỗi lần đến và khi ra về đại sư đều đưa tôi đến cửa nói với tôi một câu âm thanh rất nhẹ nhàng rất thấp giới luật rất quan trọng chỉ một câu đơn giản như vậy tôi nghe rất quen thuộc nên không để ý Tôi cũng không hỏi đại sư Đại sư cũng không nói Đại sư biết thái độ lớp thanh niên chúng tôi Chỉ dùng câu nói này Làm sâu thêm ấn tượng của chúng tôi Đến khi đại sư giảng sanh Tôi nỗ lực phản tỉnh Tôi theo ngày ba năm Đại sư dạy tôi điều gì? Khi phản tỉnh Ấn tượng đầu tiên chính là câu nói giới luật rất quan trọng Vì sao đại sư nói câu này? Trong quan niệm ban đầu của tôi Giới luật là đời sống quy phạm Cũng đích thực là như vậy Chúng ta là người trong thời hiện đại Được Thế Tôn là người hai ba ngàn năm trước Thời đại khác nhau quy phạm này vẫn dùng được chăng lại nói chúng ta là người trung quốc có truyền thống văn hóa của riêng mình nó là ấn độ đời sống quy phạm của ấn độ cổ ba ngàn năm trước chúng ta học nó làm gì chúng tôi có lý do không tiếp thu phản tỉnh ba ngày phát hiện được có thể là nhà phật nói pháp xuất thế gian truyền thống trung quốc nói pháp thế gian nhưng quy củ của pháp thế gian cách một thời kỳ là cần phải cải sửa giống như pháp luật định ra vậy qua mấy năm không còn thích ứng nữa phải sửa đổi lại đây là pháp thế gian nên lễ của ba đời có Hương thịnh qua cải cách chính là trải qua sửa đổi Giới luật của Phật là Pháp xuất thế gian Nếu muốn ra khỏi thế gian thì phải học nó Không muốn ra khỏi thế gian như vậy không cần học nó Tôi nghĩ thông đạo lý này Ở nơi Tháp Quả Thiêu Chương Gia Đại Sư Tôi ở đó ba ngày ba đêm Nghĩ ra kết luận này đã minh bạch Giới luật và lễ của thế gian khác nhau Không thể đem ra cùng bàn luận Đó là tiêu chuẩn của pháp thi xuất thế gian Nên nó không thể thay đổi Từ tư duy mới này Tôi bắt đầu xem sách về giới luật Trước đây không xem sách về giới luật Đến lúc lớn tuổi mới phát hiện Đệ tử quy là giới luật Cảm ơn thiên là giới luật Trong rất nhiều tôn giáo đều có giới luật Đều có luân lý đạo đức Giới luật không những lợi ích đối với Pháp xuất thị Pháp thế gian cũng rất lợi ích Vì có nó Những lễ nghi quy củ của thế gian Mới thật sự làm tốt được Rất lợi ích Mời coi trọng giới luật Thầy thật sự dụng tâm rất khổ Nhất định để tôi ngộ được mới tin Nên đại sư không nói gì với tôi Vì sao? Nói tâm tôi không phục Trái lại còn chẳng đứng sự khai ngộ của bản thân Đây là kỹ xảo cao nhất trong việc dạy học Vì sao không nói với quý vị Nói sẽ làm chẳng đứng cửa ngộ Khiến quý vị không ngộ được Không nói chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng Để quý vị giác ngộ từ từ Dùng phương pháp này dạy học là sở trường của Thiền tông. Họ không nói rõ ra. Nhất định để quý vị tự ngộ. Sau đó đem điều mình ngộ báo cáo lại với họ, họ ấn chứng cho chúng ta. Thế nên giới luật vô cùng quan trọng Giới luật là đoạn phiền não Sau khi đoạn sạch phiền não Mới có thể học pháp môn Vì sao? Học pháp môn mới có chỗ ngộ Nếu có phiền não Học pháp môn sẽ không khai ngộ Mà đạt được là gì? Là thường thức Người hiện nay nói Quý vị đạt được là trì thức Không được trí tuệ trí tuệ mới có lợi ích tri thức không có lợi ích trong xã hội ngày nay tri thức không thể giải quyết trên địa cầu nhiều thiên tai thảm họa như vậy tri thức không giải quyết được khoa học kỹ thuật đều không giải quyết được nhưng trí tuệ có thể giải quyết trí tuệ sinh ra từ trong thanh tịnh bình đẳng gia không phải từ phiền não không phải sanh ra từ tri thức tri thức không sanh khởi được đây là hai phương pháp hoàn toàn khác nhau nên chúng ta không được dùng tâm thái của pháp thế gian để học phật như vậy quý vị sẽ hoàn toàn sai quý vị vừa học vừa phê bình nó phiền não phá xong quý vị xem được cây tôn biểu diễn cho chúng ta thị mười chín tuổi từ bỏ dương vị từ bỏ cuộc sống giàu sang trong cung đình ra đi cầu học làm khổ hạnh tăng thể hiện này là buông bỏ phiền não chưa Mục đích của Ngài là nhìn thấy tật bệnh đau khổ của chúng sanh Khổ gì sanh lão bệnh tử mới phát tinh Ngài đầy đủ điều nguyện thứ nhất Chúng sanh vô biên thị nguyện đồ Từ bỏ gia đình Buông bỏ phiền não biết cầu tri thức Cầu học suốt 12 năm Đến năm 30 tuổi Ngài cũng buông bỏ hết sở học này Đây là thị hiện cho chúng ta thấy Sở học là gì? Sở tri chướng Những thứ quý vị học được Làm chứ ngài quý vị khai ngộ Về vậy với cội bồ đề Ngài buông bỏ tất cả sở học 12 năm Khôi phục thanh tịnh Bình đẳng giác Cũng chính là nói Buông bỏ khởi tâm đồng niệm Phân biệt chập trước Đây là đại triệt đại ngộ Trí tuệ Đức năng tướng hảo Viên mãn hiện tiền Ngài biểu diễn với cội bồ đề Cho chúng ta thấy là Đốn xã Đốn tu, đổ ngộ, đốn chứng Đích thực Tiền não đoạn rồi Pháp môn cũng đạt được Tất cả đều là tự tăng Thành Phật Đạo Bắt đầu độ chúng sanh Sau khi xuất định đầu tiên ngài đến giường lộc quyển năm người này thiện căn thuần thuộc nên độ họ trực năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên thứ nhất là tôn giả kiều trần như đức phật làm gương cho chúng ta làm gương của tứ hoàng thệ nguyện thệ nguyện thành tựu viên mãn độ chúng sanh ở trung quốc lục tổ quệ năng ngài thể hiện một phương thức khác cũng là đốn xã đốn ngộ đốn tu độ chừng giống như đức thế tôn vậy ngài thể hiện là người không biết chữ còn đức thế tôn thể hiện là phần tử tri thức ngài huệ năng thể hiện khai ngộ này không liên quan gì đến tri thức Khiến chúng ta nhìn thấy càng thù thắng Tất cả các kinh mà Đức Phật giảng Trong suốt 49 năm Không có kinh nào Ngài Huệ Năng không biết Ngài Thấu Triệt hoàn toàn Đều có thể giảng Tuyệt đối không thua gì Đức Phật Vì Ngài nói có thể giúp người khác đại triệt đại ngộ có thể giúp người khác kiến tánh thành Phật Không thể nghĩ bạn Chứng minh điều gì Nói lên tất cả đều là tự tánh đầy đủ viên mạng Hà tất cầu bên ngoài Cầu bên ngoài lãng phí bao nhiêu thời gian Lãng phí tinh thần chịu nhiều khổ cực như vậy nhưng lại không học được gì như thế nào mới học được thì ra buông bỏ là học được ngài quan năng nói với chúng ta như vậy buông bỏ là được chúng ta thì hai tấm gương này phải cố gắng nỗ lực tư duy quan sát tìm khuyết điểm của mình rốt cuộc là ở đâu chúng ta phải như thế nào mới làm được như các ngài vậy buông bỏ câu này nói rất dễ nhưng làm rất khó Nhưng nếu không được Phải làm sao Đức Phật lưu lại bộ kinh này Niệm Phật Giảng sanh Pháp môn niệm Phật thành Phật này Rất gần với viên đốn Tuy nhiên không thể lập tức thành tựu như họ nhưng pháp môn niệm Phật này Có thể thành tựu ngay trong đời này Nhanh thì bảy ngày Nếu một ngày cho đến bảy ngày Hàng thượng thượng căng Căng tánh như ngày quậy năng vậy Bảy ngày quả thật có thể thành tựu Hàng trung căng Năm ba năm chắc chắn thành công Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục Giảng sanh truyện nói rằng Hầu như người thường là ba năm Ba năm niệm Phật thành công Biết trước giờ chứ Tự tại giảng sanh Người thường đều làm được mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Sứ ở Thẩm Quyến cũng biểu diễn cho chúng ta thấy một thanh niên ba mươi mấy tuổi nghe đến pháp môn này, nghe được như vậy, anh ta thử xem rốt cuộc là thật hay giả, dạ? liền phát tâm bế quan, bế quan ở Thẩm Quyến. Hướng tiểu lợi hộ thất Phước báo ngày nay Còn hướng tiểu lợi từ đâu đến Do hộ thất mà có Hoàng Trung xương Quả thật đã giảng sanh Công đức hộ thất này rất lớn Ngày nay cô ta hưởng phước Chính là do hộ thất này anh ta chưa đến ba năm hai năm mười tháng còn thời gian hai tháng nữa mới ba năm anh ta đã biết trước giờ chết và đã giảng sanh không hề sanh bệnh đây là hiện thân thuyết pháp là thật không phải giả Chúng ta Xem tiếp câu bên dưới Có nguyện mà không hành Gọi là hư nguyện Tức không có lực Có nguyện không có hành Không thể thành tựu Nguyện này là không nguyện Do đó nhân duyên hòa hợp lại đầy đủ nguyện lực tự nhiên sẽ sanh ra thiện căn đại sư la thập nói thiện căn là thiện tâm kiên cố thâm sâu không thể bạc trừ gọi là căn trong phật pháp thì bà sa luận nói Thiện căn là không tham, không sân, không si. Tất cả thiện pháp đều sanh ra từ ba điều này. Đây là ba thiện căn mà trong nhà Phật thường nói. Tất cả thiện pháp của thế gian đều từ đây sanh ra. Không tham, không sân, không si. Ngược lại, tham, sân, si gọi là tam độc. Tam độc là gì? Tất cả những gì độc hại Đều từ nó sanh ra Sanh ra từ tham sân si Nội tâm chúng ta có tam độc Đây là gì? Nguồn gốc của tất cả tội nghiệp sanh tử bệnh tật Nó đang tạo ra Nếu nhổ sạch tham sân si Không có tham sân si trong tầm chúng ta chỉ sanh thiện pháp Chỉ sanh công đức Không sanh phiền não Không sanh ác nghiệp Nên gọi là ba thiện căn Đây là thiện tâm kiên cố Sâu không thể bạc trừ Ngài Cư Ma La Thập nói Thiện có thể sanh diệu quả Lại sanh dư thiện Nên gọi là thiện căn Diệu quả Trong tịnh độ tông nói là Giáng sanh tịnh độ Thân cận Phật A-di-đà Đây là diệu quả Ngoài dự quả ra Nó đều có thể sanh ra tất cả điều thiện Nên gọi là thiện căn Trong kinh Di Đà dạy rằng Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về cõi nước này Điều kiện đầu tiên chính là thiện căn Trong giáo lý Đại Thừa nói Thiện căn của Bồ Tát chỉ có một là tinh tấn Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát Bồ Tát có chướng ngại nghiêm trọng nhất là hoài nghi Nghi là chướng ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát Nghi làm chướng ngại tinh tấn Pháp thế gian Không tham, không sân, không si Đầy đủ duyên mạng Tất cả thiện Pháp Không thể không đoạn tận tham sân si Thế nên tham sân si Chúng ta phải nỗ lực phản tỉnh nếu năm này nhẹ hơn năm trước hiện tượng này tốt chứng minh công phu tu học của chúng ta đắc lực nếu năm này như năm trước thậm chí năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước điều này rất phiền phức phải tự mình cảnh giác cao độ vấn đề này vì sao vì đạo nghiệp của quý vị không có tiến triển chỉ dừng lại một chỗ nếu năm này còn nghiêm trọng hơn năm trước coi như xong quý vị đã thói chuyển thói chuyển là gì chính là trở lại ba đường ác à. nên biết tâm tham đọa vào ngã quỷ sơn nhuế đọa địa ngục ngô si đọa súc sanh Quý vị nghĩ đến đây sẽ sợ hãi. Tham Sơn Si không sao, nhưng nghĩ đến ba loại quả báo của Tham Sơn Si liền sợ hãi. Như vậy có thể làm ư? Ừ. Đời sau đồng ý vào Tam đồ sao? Không muốn đọa vào Tam đồ thì phải nhổ tận nguồn gốc của Tam đồ. Tham sân si là gốc của tam đồ Là nhân của tam đồ Di Đà yếu dạy nói Bồ đề chánh đạo Là thiện căn Tức thân nhân Bên dưới hoàng niệm tổ chú giải Bồ đề chánh đạo là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Đây tức là thân nhân để thành tựu bồ đề. Nhân là chủng tử, là chủng tử thành tựu quả bồ đề gọi là thiện căn. Ngọc ích đại sư nói trong yếu giải, chuyên đối với những người tu tịnh độ chuyên dành cho những người cầu giảng sanh thị giới cực lạc thân cận phật a di đà ngài nói với hạng người này thế nên khuyên chúng ta phát tâm phát tâm bồ đề bồ đề tâm chính là tâm thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta thêm chân thành vào ở trước Thêm từ bi vào ở sau Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm Tương ưng với nó Không trái với nó Đây chính là tâm Bồ Đề Đương nhiên quan trọng nhất là Điều đầu tiên chân thành nếu chúng ta xử sự đổi nhân tiếp vật mà hư ngụy là sai Thế nên tâm Bồ Đề không phải nói Khi tôi niệm Phật dùng tâm chân thành Còn tôi đối với người Người ta dùng thái độ như thế nào đối với tôi Tôi sẽ dùng thái độ đó đối với họ như vậy là sai Người khác gạt tôi Lừa dối tôi, hại tôi Tự tư tự lợi Mỗi người lợi mình đều là tâm này Chúng ta học được chăng? Không nên học Nên biết đó là tâm luân hồi Dùng tâm này là trôi lăng trong luân hồi lục đạo Họ lặn ngục trong luân hồi lục đạo Tôi muốn đến thế giới cực lạ Nhưng mình vẫn dùng tâm giống họ Đây gọi là có nguyện mà không thành Quý vị muốn đến thế giới cực lạ nhưng không tạo nhân của thế giới cực lạc không đi được không phải phật pháp không linh mà chính chúng ta đã sai vì thị người khác lừa gạt mình nhưng mình không nên lừa gạt họ nên dùng tâm chân thành đối đãi với họ người khác khảm hại chúng ta ta nên dùng tâm từ bi đối đãi họ vì sao vậy vì họ là người trong luân hồi lục đạo ta là người của thế giới cực lạc người ở thế giới cực lạc sao có thể giống như người thế gian này chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch những vấn đề này sẽ hồi tâm chuyện ý thế gian này dùng tâm thái gì đối với tôi cũng không sao vì sao vì chúng ta ở thế gian này đời này là thân sau cùng lần sau không đến nữa thân sau cùng đời sau đến thế giới cực lạc không ở ta bà cáo biệt ta bà như vậy là đúng Chúng ta vẫn lưu luyến thế gian này Còn kết duyên với người thế gian Quá phiền phức Chúng ta chỉ kết pháp duyên với người thế gian Tương lai sau khi tôi thành Phật Tôi trở lại độ quý vị Kết pháp duyên là đúng Duyên này không có quả báo thiện ác Quá dạy tất cả hiện tại chúng ta phải được thanh tịnh tự tại nên nhất định phải hiểu tâm là phật a di đà tâm là chân thành thanh tịnh bình đẳng gia đối đãi người khác đều dùng một vị từ bi bình đẳng từ bi thanh tịnh từ bi như vậy là đúng Nhớ hưởng chuyên niệm Điều này vô cùng quan trọng Đây thuộc về hành môn Phát tâm Bồ Đề là nguyện Có nguyện có hành Dùng hành để thực tiễn lời nguyện Thực tiễn nguyện vọng của chúng ta Đây là nhớ hưởng chuyên niệm Nên nhất định phải học Trong một ngày Ngủ không tin Một ngày từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ Niệm Phật nhiều hơn tạp niệm Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì Nếu trường hợp của chúng ta Có thể niệm Phật được 8 phần 10 Tạp niệm chỉ hai phần như vậy nhất định được giảng sanh không những chắc chắn được giảng sanh mà muốn khi nào đi thì lúc đó có thể đi muốn sống thêm vài năm cũng không sao công phu niệm phật của quý vị đã thành tựu nếu tạp niệm và niệm phật bằng nhau năm mươi phần trăm so với năm mươi phần trăm nửa này nửa kia chưa chắc được giảng sanh còn phải dựa vào nhân duyên khi lâm chung nếu công phu của chúng ta là sáu so với bốn Mỗi ngày tôi niệm Phật là sáu mươi phần trăm Tạp niệm là bốn mươi phần trăm Có thể giảng sanh Cao hơn nữa Niệm Phật tám mươi phần trăm Dòng niệm hai mươi phần trăm Sẽ tự tại giảng sanh Nên làm điều này Vì nó là thật những việc thế gian khác đều là già Có thể xả thì nên xả Đáng xả thì phải xả Không còn làm những việc hồ đồ nữa Nhất tâm, nhất ý chỉ cầu giảng sanh Ngoài giảng sanh ra không có ý niệm nào nữa cả Đây chính là thân nhân thành tựu Bồ Đề Thân nhân chính là chủng tử Chủng tử tự thành tựu quả Bồ Đề Gọi là thiện căn Lại trong kinh Đại Bi nói Nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật Là lấy thiện căn đi vào thế giới Niết Bàn Không thể cùng tận Đây là nói đến người niệm Phật Thiện căn của tịnh Độ Tông là gì? chính là niệm Phật. Các bậc cổ đức có một ví dụ. Công phu niệm Phật phải đến trình độ nào? Trong ví dụ nói sanh xứ chuyển thành thuộc, thuộc xứ chuyển thành sanh. Như vậy là thành tựu Hiện nay thuộc của chúng ta là gì? Là tạp niệm Từ sáng đến tối tạp niệm khởi lên không hề hay biết Vì đã thuần thuộc Phật hiệu Phật hiệu mới mẻ Thường hay quên mất Không nhớ được Phật hiệu mới mẻ Giọng niệm thuần thuộc Bây giờ thay đổi nó một chút Làm sao để niệm Phật được thuần thuộc Và tập khí của mình Thành mới mẻ Thay đổi được như vậy Công phu liền thành tựu Cách nói này rất hay Thuần thuộc chuyển thành mới mẻ Mới mẻ chuyển thành thuần thuộc Đem nó thay đổi thành như vậy Thay đổi này đầu tiên phải Buông bỏ dục vọng, Không có tham muốn đối với thế gian này Mới có thể chuyển được nếu có tham vọng đối với thế gian này có tham luyện dục vọng như vậy thì vô cùng khó khăn còn phải trả thù oán hận ghi hận trong lòng điều này rất khó chuyển phải dứt bỏ hết tất cả những ơn oán thế gian này buông bỏ tất cả Dùng một tâm cảm ơn Đối với những thân oán này Dùng tâm cảm ơn thanh tịnh bình, bình đẳng Để đối đại Ở thế giới ta bà Chúng ta đã dưỡng diệu Không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp Bây giờ tôi giác ngộ không làm nữa Cảm ơn mọi người tôi đi đây Phải có thái độ này phải có tâm tình này Thật sự buông bỏ Niệm Phật bằng tâm tình đó Có thể chuyển Phật hiệu Từ mới mẻ thành thuần thuộc Vì vậy phải luôn nghĩ cách Nghe kinh giáo rất hay Vì sao? Giúp chúng ta giác ngộ Nghe kinh chính là tu hành Nghe kinh cũng chính là niệm Phật Bồ Tát Đại Thế Chi dạy rằng Nhớ Phật niệm Phật Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Nhớ Phật niệm Phật là nhân Nhất định thấy Phật là quả nhớ Phật đọc kinh là nhớ Phật chúng ta thường nghĩ đến sự trang nghiêm của thế giới cực lạc thường nghĩ đến ân đức của Phật A Di Đà đây là nhớ Phật niệm Phật chính là xưng câu Phật hiệu này A Di Đà Phật A Di Đà Phật cứ niệm như vậy đừng để gián đoạn vì sao gián đoạn tạp niệm sẽ khởi lên Dùng phương pháp này để buông xả tạp niệm Vì tạp niệm quá thuần thuộc Không niệm Phật nó sẽ lập tức khởi lên Nên dùng phương pháp niệm Phật Niệm sạch tạp niệm không niệm nó lại đến Như vậy cần phải niệm thường xuyên Niệm đến thuần thuộc Thuần thuộc là sao Không có tạp niệm gọi là thuần thục Không có tạp niệm Chỉ có niệm Phật Giống như Trong kinh Đại Bi nói Nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật nhất tâm sân niệm chính là nhất hướng chuyên niệm lấy thiện căn đi vào thế giới niết bàn sanh đến thế giới cực lạc chính là nhập thế giới niết bàn sanh đến thế giới cực lạc rất thù thắng nói không cùng tận Đến đó được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Đãi ngộ sinh hoạt ở thế giới cực lạc Chúng ta nói là đời sống vật chất, đời sống tinh thần Đãi ngộ trong đời sống bình đẳng với Pháp thân Bồ Tát hơn cả tầng trời thứ sáu dục giới quá lạc thiên tha quá tự tại thiên không thể sánh được tứ thiền thiên cũng không thể sánh được những hưởng thụ về sinh hoạt vật chất Sinh hoạt tinh thần Là Phật A-di-đà cho chúng ta Phước đức của Phật A-di-đà từ đâu mà có Trong kinh này Đức Phật nói Công đức tu học từ vô lượng kiếp Công hạnh vô lượng kiếp trong đời quá khứ à, ta... Ngài trở thành Hế nhiều dương Đại quốc dương của thế gian này à, so... Làm quốc dương Gặp được tự tại dương Phật Nghe kinh Pháp giác ngộ Liền từ bỏ dương vị Suốt gia Tên là tỳ Kheo Pháp Tạng à, Thiện căn thân nhân từ vô lượng kiếp đó Phát khởi 48 lời nguyện của ngài. Sau khi phát 48 lời nguyện là dùng thời gian 5 kiếp. Tinh tấn tu hành. Gióng mạnh tinh tấn thực hiện thành tựu bốn mươi tám lời nguyện công đức thành tựu bốn mươi tám nguyện cảm ứng được thế giới cực lạc nên thế giới cực lạc là nguyện lực hạnh lực của Phật A Di Đà Công đức tu hành thành tựu Nó không phải nhân công thiết kế Ở đó cũng không phải như chỗ của chúng ta Là do thi công kiến tạo thành Nó không phải Thế giới cực lạ là tự nhiên cảm ứng nên Tự nhiên cảm ứng được này Chúng tôi có chứng cứ chúng ta biết rõ không hoài nghi đối với điều này vì sao dục giới thiên tha quá tự tại thiên quá lạc thiên đều là cảm ứng đó là gì là công đức hành thiện của chính mình thành tựu nên có câu nhà tích đức hành thiện nhất định luôn an vui nó tự nhiên cảm ứng quý vị tạo tội nghiệp cảm ứng tội nghiệp tạo thành địa ngục địa ngục cũng là quả sẵn không có ai thiệt kỵ không có người kiến tạo câu chuyện này trước đây chúng tôi nghe cư sĩ chu kính trụ kể ông là ba vợ của ông trương thái diêm đầu năm dân quốc mọi người đều biết ông ông làm phán quan của đông ngạc đại đế một hôm ông cảm thấy hình phạt ôm cột đồng chạy quá tàn khốc không phù hợp nhân đạo nên thỉnh cầu đông ngạc đại đế hủy bỏ hình phạt này đông ngạc đại đế rất thông minh phải hai tiểu quỷ dẫn ông đi xem ông đến hiện trường xem thử Đến hiện trường tiểu quỷ nói đến rồi Ông không thấy gì Mới đột nhiên giác ngộ Là nghiệp lực bất thiện của chính mình biến hiện ra Không phải do con người làm Nếu do đông ngạc đại đế tạo nên Ông có thể quỷ bỏ Không phải ông tạo thành là bản thân chúng ta cảm ứng Như vậy có cách nào chăng Từ đó mới hoàn toàn thấu triệt Nghiệp lực cảm ứng quá thật không thể nghĩ bạn Thế mới biết thiện căn là thân nhân Từ nhân được quả Quả đầy đủ chủng tử Lại tạo thành thắng nhân Nếu như triển chuyển thiện căn vô tận Nên Bồ Tát đầy đủ chủng chủng diệu đức như thế Đầu tiên giới thiệu về trí tuệ Đức năng của Bồ Tát từ đâu mà có Thực tế mà nói thì không phải từ bên ngoài đến tất cả đều từ trong tánh đức của mình tự nhiên hiển lộn ra hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật